Văn Hậu lên đời xe mới, tay trong tay hạnh phúc với bạn gái Doãn Hải My. Văn Hậu vừa tậu xe mới và nhận lời chúc mừng từ bạn gái xinh đẹp Doãn Hải My. Đoàn Văn Hậu và người yêu là Doãn Hải My đã cùng nhau đi nhận xe mới. Mới đây, Đoàn Văn Hậu đã cùng bạn gái đi nhận xế hộp mới. Doãn Hải My gửi lời chúc đến bạn trai, chúc mừng anh bạn thân. Rook of You. Chiếc xế hộp của chàng cầu thủ có giá hơn 3 tỷ đồng. Trên trang cá nhân, Doãn Hải My đăng dòng trạng thái chúc mừng anh bạn thân kèm theo hình ảnh cặp đôi đứng bên cạnh ô tô mới. Tuyển thủ đội tuyển Việt Nam vừa nhận bàn giao chiếc xe mang thương hiệu Porsche Macan có giá niêm yết hơn 3 tỷ đồng. Đây là chiếc xe thứ hai của Văn Hậu. Trước đó năm 2020, cầu thủ này đã mua một chiếc Mercedes-Benz với giá 2,4 tỷ đồng. Chỉ sau 3 năm, Văn Hậu đã nhanh chóng thay xe mới và nhận rất nhiều lời chúc từ bạn bè, người thân. Nhiều người phải trầm trồ với thành công của Văn Hậu. Ở tuổi 24, Hậu đã có mọi thứ trong tay, từ người yêu xinh đẹp, xe xịn, nhà cửa đầy đủ. Sự nghiệp của Văn Hậu cũng phất như diều gặp gió. Trở lại sau chấn thương đầu gối, Văn Hậu lấy lại vị trí ở câu lạc bộ Hà Nội và đội tuyển quốc gia. Trước mùa giải 2023, anh nhận lời khoác áo câu lạc bộ Công an Hà Nội. Theo nhiều nguồn tin, mức lương của Văn Hậu vào khoảng 100 triệu đồng một tháng. Đồng thời cầu thủ này cũng nhận thêm lót tay khoảng 13 tỷ đồng. Đó là chưa kể thu nhập đến từ tiền thưởng và quảng cáo. Về đời tư, Văn Hậu đang yêu Doãn Hải My. Cô gái sinh năm 2001 vừa tốt nghiệp Đại học Luật Hà Nội. Cả hai thường xuyên bên nhau dù Văn Hậu có phải thi đấu xa nhà, thậm chí ra nước ngoài. Trên trang cá nhân, cặp đôi đăng tải nhiều hình ảnh hạnh phúc, đi du lịch nhiều nơi. Đoàn Văn Hậu là một trong những cầu thủ trẻ nổi bật trong lứa cầu thủ U23 Việt Nam. Liên tục lập thành tích khủng như cầu thủ trẻ xuất sắc nhất Việt Nam và Đông Nam Á 2017. Vô địch AFF Cup 2018, huy chương vàng SEA Games 2019, cầu thủ Việt Nam đầu tiên sang Hà Lan thi đấu, khoác áo SC Heerenveen. Ngoài ra, anh chàng cũng nhận được nhiều hợp đồng quảng cáo. Nhờ vậy, Đoàn Văn Hậu sở hữu khối tài sản đáng mơ ước. Đoàn Văn Hậu từng gửi tiền về quê để bố mẹ xây nhà khang trang, rộng rãi. Ở thành phố, nam cầu thủ tậu căn hộ cao cấp tiền tỷ vào năm 2021. Vào tháng 10 năm 2020, Đoàn Văn Hậu tậu Mercedes-Benz GLC 300 trị giá khoảng 2,57 tỷ đồng. Bên cạnh nhà lầu, xe hơi, Đoàn Văn Hậu còn sở hữu loạt đồ hiệu từ hàng chục đến trăm triệu đồng như quần áo, đồng hồ, giày dép đến từ nhiều thương hiệu lớn trên thế giới như Gucci, Chanel, Rolex. Phong cách thời trang của nam cầu thủ cũng được đánh giá cao nhờ sự năng động, trẻ trung nhưng cũng không kém phần lịch lãm. Hình ảnh hạnh phúc của Văn Hậu và Hải My. Văn Hậu và Hải My lúc nào cũng ngọt ngào, quấn quýt bên nhau. Nhiều người hâm mộ nhận xét cặp đôi ngày càng có tướng phu thê.